Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video này mình sẽ dẫn mọi người dự án Game Edition, dự án Row 2 mọi người nhé. Để tham gia kèo iDot này mọi người chatbot trên Telegram yêu cầu cho mình nhé. Tham gia dự án này thì mọi người sẽ nhận được là 5 tác quần game. Thì hiện tại thì mình sẽ thông báo là Row 1 thì nó vẫn chưa phân phối nhưng mà đã có Row 2 nhé. Thì mọi người cứ tham gia cho mình nhé. Vào đây bấm Start cho mình. Sau đấy bấm vào join tất cả các nhóm cho mình nhé. Đầu tiên follow kênh Twitter này. Ở đây mọi người mở Twitter lên. Ở đây mình bấm theo dõi này. Ở đây bấm theo dõi đúng không? Quay trở lại này. Tiếp tục retweet này. Ở đây mọi người retweet lại bài đăng này. Bấm thích cho mình. Ở đây bài đăng mình đã retweet rồi. Rồi bài post này. Tag 3 người bạn cho mình. Mở bài post này. Ok. Kéo xuống dưới này. Mở tag 3 người bạn cho mình nhé. Ok, bấm tweet lại. Rồi, quay trở lại. Follow và retweet là kênh liên kết. Ở đây mọi người tìm đến dự án kênh liên kết này. Mọi người sẽ retweet là kênh liên kết cho mình nhé. Đâu ta, kênh liên kết đâu ta? Ở đây bấm thích này, retweet là kênh liên kết này, mọi người retweet này, copy username của crypto 21 này nhá. Đây bấm tweet lại. Ok, quay trở lại Telegram, tiếp tục ra vào kênh liên kết trên Telegram. Ở đây ra rồi đúng không, ra vào kênh group đã rồi. Tiếp theo subscribe kênh YouTube. Ở đây ai chưa đăng ký kênh YouTube iRot Ninja thì mọi người sẽ bấm vào open, mọi người đăng ký nhé, kênh YouTube đấy. Tiếp theo do vào hai kênh này chơi, hai kênh này chắc mình cũng đã join, chưa join. Rồi bấm vào đây join. Ok, quay trở lại. Tiếp tục do vào kênh group channel. Đã join. Ok, quay trở lại. Tiếp theo bấm check cho mình. Rồi, ở đây bấm join error. Bấm submit data. Rồi ở đây bấm don. Rồi. Mà copy profile link kênh Twitter của mọi người, sau đấy gửi vào đây cho mình nhé. Ok. Trên này thì không bảo Medium, dưới thì bảo Medium. Đúng rồi, chịu, trên này không có Medium đúng không ạ? À đây. Đúng rồi, có kênh Medium đây. Mở Medium lên. Mọi người follow kênh Medium. Sau đấy copy profile link kênh Medium cho mình nhé. Ở đây mọi người bấm follow này. Sau đấy bấm vào đây ba gạch này. Bấm vào avatar này. Bấm vào username này. Ok, sau đây bấm vào phần ba gạch này. Bấm vào chữ copy link. Rồi, quay trở lại. Gửi link vào đây. Ok. Ở đây tất cả mọi người đều bấm hết rồi đúng không? Một copy profile link kênh YouTube của mọi người. Bây giờ mọi người vào YouTube này. Trở lại này, bấm vào avatar này. Bấm vào kênh của bạn này. Kênh của bạn này. Sau đây bấm vào phần đâu vậy ta? Ở đây bấm vào ba gạch này. Tiếp theo bấm vào chữ chia sẻ này. Bấm vào sao chat đường liên kết. Ok, quay trở lại gửi link vào đây. Rồi. Địa chỉ ví mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví BTC ở ví Trust Wallet hoặc MetaMask cho mình nhé. Ok. Rồi. Ở đây bấm Don. Tiếp theo bây giờ quay trở lại Twitter cho mình.
quay vào Twitter mọi người, copy vào một hồ sơ, copy cái link này cho mình, link mọi người retweet kênh liên kết này, Crystal EU này, và một sao chép này, sao chép liên kết, rồi quay trở lại gửi cái link vào đây. Ok, và cuối cùng mọi người bấm referral link, mọi người sẽ lấy link rep, mọi người chia sẻ bạn bè người thân, bấm vào buy lại một chiếc số dư, bấm vào quick draw kiểm tra ngày rút tiền 30 tháng 9 nó sẽ cho mọi người rút tiền nhé. Đây, nếu như dự án nó phân phối token thì mọi người sẽ nhận được là 5 token game này, và dự án này sẽ có 4.000 người may mắn sẽ nhận được token này, 4.000 winner, tức là 4.000 người chiến thắng sẽ nhận được token nhé. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.